Ok, chào mừng các bạn đến với chương trình OK Lên Xe. Và ngày hôm nay Vinh đi đón một chàng trai lực lưỡng cao to, rất đẹp trai. Vinh đang chờ anh ta ở đây. สวัสดีครับวันนี้ผมอยากไปเที่ยวคุณช่วยผมไปเที่ยวหน่อยครับเฮ้ยอันยินนะยินมันแซกจังไงเออเล่นแซกดิแอนแต่ตอนนี้sao em gặp anh em nói tiếng Thái ghê vậy chứ em là nói tiếng Thái đi để làm cho anh rối mà anh có rối không anh đang rối cái em nói tiếng Việt luôn rồi tiên đây là bánh của em làm. Ủa, em làm? Bánh em làm ấy. Bánh gọi là bánh bánh thơm Đài Loan. Bánh thơm Đài Loan dạ, hả? Bánh dưới là làm với thơm. Dạ đúng rồi, có nhân thơm với đường đen ở trong. Còn ở ngoài em làm vỏ bánh với lại bơ. Cho nên là ăn vô nó sẽ tan. Nhưng mà anh có nước sẵn không? Hơi khát nước á. Có, anh có nước. Dạ. Sao? Ngon. Thấy được không? Anh kêu em ngon. Bánh thơm. Anh là căn bản anh rất thích cái bánh thơm mà họ mấy cái họ làm cái kiểu mà cái thơm luôn hả anh? Cái thơm mà nó với chéo nè, nó y chang này, nó y chang luôn. Dạ yeah, rất ngon, anh rất thích. Thank you em. Dạ không có gì ăn. Ok, tự nhiên hôm nay vừa có quà. Đó con người nó lịch sự biết điều vô cái là để bí quà thì cái mình đâu có hại được nó. Mời cái này là để hại em. Nó chơi thôi, tâm sự là chính. À, có phải chào fan Thái Lan của mình, tại vì có nhiều fan Thái Lan lắm. Oh wow yeah, mời mời em. Đấy, chào Thái Lan. Sao vậy đi khắp, ผม ชื่อ Thuận Nguyễn. ผม มา จาก Việt Nam. ที่ Việt Nam ผม เป็น นัก แสดง. ก็ hôm nay ผม จะ ไป ถ่าย รายการ กับ พี่ วิน. พี่ วิน ที่ Việt Nam เป็น คน ดัง มาก. เขา เป็น นัก แสดง แล้ว ก็ เป็น นัก ร้อง. แล้ว ก็ วันนี้เราจะไปเที่ยวที่โฮจิมินห์นะขอบคุณมากนะครับอย่าเอ็นว่าซองเลยอ่ะน้อยหยิบน้อยหยิบแต่บอกเลยว่าเอ็นไม่ทิ้งท้ายเลยที่เขาพูดพานอยู่ขนาดเลยโอ้ยเอ็นไม่ทิ้งท้ายเถอะเอ็นไม่ทิ้งท้ายเถอะเอ็นไม่ทิ้งท้ายแต่สุดท้ายเอ็นนั้นยินเอ็มหอดอเอ็มก็ชื่นชมเดอะเฟย์อ่ะเดอะเฟย์แมนไทยแลนด์อ่ะเอ็มรักที่ชื่นชมนั้นและเอ็มก็ý định là tham gia chương trình đó nhưng mà khi mọi thứ xong xuôi hết rồi cái này là lần đầu tiên em nói luôn á chưa bao giờ em nói trước đây hết tại vì mỗi khi em làm á em muốn được rồi đó em mới nói có nghĩa là em đi qua đó rồi em thi tất cả các vòng hết trơn rồi và vào vòng trong rồi nhưng mà cuối cùng đến phần cuối cùng thì em gặp một anh chủ chương trình á thì cái hợp đồng nó không có được thuận lợi cho mình á cho nên là em không có ký hợp đồng cho nên là em lấy bay về. Wow. Lúc đó em thi rất là tâm huyết nha, em học tiếng Thái rất là tâm huyết và em học liên tục trong vòng 3 tháng luôn để đầu tư vào để thi chương trình đó. Và kiểu như là lúc đó em cảm thấy là tiếng Thái em giỏi hơn tiếng Anh của mình nữa. Really? Dạ đúng rồi, học tiếng Anh 11 năm mà không giỏi bằng tiếng Thái luôn anh. Em học mấy năm tiếng Thái? Em học có 3 tháng thôi. Really? Em học rất là kiểu như lúc đó cực kỳ tập trung vào học tiếng Thái. Mà hy vọng mà sau này có cơ hội nào đó để quay lại Thái và mình làm việc với người Thái. Tại vì em thấy người Thái tại vì em đã qua đó quay quảng cáo mấy lần rồi. Em thấy mọi người cũng rất là dễ thương. Dễ thương, dạ, yeah. Thích làm việc trong môi trường đó nữa. Rất chuyên nghiệp, yeah. Rất là coi như nói sao ta, họ thân thiện, họ gần, họ giống mình á. Yeah. Nhưng mà quá 3 tháng mà em nói tiếng Thái gọi là như tiếng Anh em học 11 năm á hả? Em có đang làm quá không? Không, nói thiệt luôn. Tại vì trong 11 năm học tiếng Anh có chịu học đâu. Yeah, Thuận Nguyễn. Không ngờ là anh hôm nay em mang tới anh rất là nhiều bất ngờ, không? Anh biết em thì anh em biết lâu rồi. Yeah. Làm show với nhau này kia cũng lầy lội, cũng hiểu tính. Yeah. Nhưng mà chưa bao giờ ngồi nói chuyện vậy. Chưa bao giờ ngồi nói chuyện vậy mà chưa bao giờ anh nhìn thấy được cái cá tính đặc biệt này của em. Yeah. Là quyết tâm đúng không? Yeah. Không nói trước, làm xong rồi thất bại hay thành công tính sau, lúc đó mới nói. Dạ đúng rồi. Wow. Ok, nghe có vẻ là ngon lành á. Em đang làm phim cái gì nhỉ? Phim Thanh Sói. Dạ đúng rồi. Thanh Sói em làm xong rồi. Em xong rồi làm xong tháng 4. Còn sắp ra mắt là phim Bảy Ngọt Ngào.
Bảy Ngọt Ngào. À, yeah, anh có thấy Bảy Ngọt Ngào 31 tháng 12. Mọi người ơi, nhớ ra rạp coi và ủng hộ Thuận nha. Ủng hộ ekip Bảy Ngọt Ngào nha. Phim có Thuận nè, chị Nhi, chị Minh Hằng, Bảo Anh và anh Quốc Trường. Dạ, yeah, cái này là cái dự án này là lâu lắm rồi. À, khúc mà mới vừa kiểu mà đang lên dự án là anh đã nghe mọi người nói rồi. Dạ. Và mọi người cũng rất trông chờ bởi vì Thư là cái người mà là như là đạo diễn làm MV mà là nổi tiếng đình đám quá. Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên mà chị Thư đá sân qua là đạo diễn điện ảnh. Ừ. Cho nên là cũng rất là tâm huyết. Cũng rất tâm huyết. Dạ. Và chọn những gương mặt thì là toàn là những người đẹp thôi. Dạ. Cái gu của Thư có vẻ là phải là gì đó đẹp, lung linh ha. Dạ. Vô đi em ơi. Em hát Người Tình Mùa Đông nha. Ok. Hy vọng là ban nghe chương trình sẽ được bản quyền nha. Chúc mừng. Chơi. Chương trình ơi, chương trình về nhớ là làm cho cái giọng em nó hay hơn. À đâu, tụi anh chỉ làm dở đi thôi chứ. Rồi. Được chưa em, để anh check. Đường vào tiếng em ngồi băng ra. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa rơi trên đường thầm kín, vì đâu em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không hay. Vẫn mưa đêm khuya buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắn yêu bên ngoài sông thưa lắm. Làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn ăn thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đó dắt em chiều nay. Bao con sông nảy tình anh xa bến xuân hoa mộng, trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Ủa? Đâu anh? Đâu có ai ngờ. Ok. Đâu ai ngờ Thuận Nguyễn lại là cái người hát ổn vậy anh. Hay đó. OK lên xe, OK lên xe. Thay vì của OK lên xe, thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài cái tâm sự nhỏ từ em bằng cái thử thách có tên gọi là True or Dare. Một là em sẽ lựa chọn là mình sẽ nói thật và thẳng. Hai là em sẽ làm một vài thử thách của chương trình mà theo anh nhớ thì những cái người khác cũng hơi phàn nàn. OK ha. Okay. Rồi, đây là cái hộp cho em chọn câu hỏi. Dạ. Vài câu giao lưu thôi. Mấy câu anh? Tùy anh em mình thôi. Đây. Bạn đã làm gì khiến người yêu cũ bỏ bạn? Bạn đã làm gì khiến người yêu cũ bỏ bạn? Em đã quá nhàm chán trong cái chuyện mà yêu đương. Và kiểu như lúc đó em không có giống như là anh biết khi người yêu người ta yêu mình á, người ta sẽ rất đòi hỏi rất là nhiều thứ, đòi hỏi họ sẽ ở bên cạnh mình và dành nhiều thời gian cho cái người bạn mình, dành nhiều thời gian cho họ hơn. Nhưng mà lúc đó thì đúng là có một khoảng thời gian là em thấy có kiểu ở lâu quá hay là ở với nhau lâu quá, xong mình kiểu như mình hơi chán. Thật sự là mình không có chuyện có người thứ ba, nhưng mà mình thấy hơi chán, xong rồi cái mình lại tập trung vào công việc nhiều hơn. Anh hiểu. Không bao giờ mình cân đối được anh. Em để ý luôn nha, không bao giờ mình cân đối được. Và thật sự những người cân đối được là những người rất là giỏi, rất là hay. Có nghĩa là theo anh nhìn đó nha, nãy giờ nói chuyện với em thì anh thử nhìn là anh thấy là có vẻ là em là người mê công việc. Dạ đúng rồi. Và đặc biệt là khi mà em đang gần tới những cái ước mơ của mình. Dạ. Có, anh nghĩ có lẽ là lúc đó là em cảm thấy là sắp đạt được cái thứ mình muốn rồi. Nhất là cái đoạn mà chuẩn bị bước vô phim điện ảnh nè. Cái đoạn đó là nếu mà có nghĩa là dễ bị bỏ lắm. Đúng không anh?
Đúng. Thì lúc đó cái tính em nữa, một phần cái tính em. Dạ, một phần là mình kiểu tập trung vào hết á. Nhưng mà nếu mà có một người bạn, một người đồng hành của mình mà hiểu được cho mình ở những giai đoạn đó thì tốt. Chỉ có thể là người trong nghề. Dạ. Chỉ có thể là người trong nghề mới hiểu được thôi. Tại vì những cái lúc đó nói chung ai cũng có nhu cầu hết em. Ai cũng có nhu cầu được quan tâm, được chia sẻ, được gần gũi. Bây giờ lý do ABC nó có đúng đi chăng nữa thì cuối cùng họ vẫn phải chịu cái. Đúng không? Họ phải chịu cái thứ thiệt thòi đó. Thì chỉ có người trong nghề thì đôi khi họ cũng rơi vào cái trường hợp tương tự thì họ share với mình được. Dễ mà, dễ thương thôi. Tiếp rồi. Trong phim Bảy Ngọt Ngào, có phải bạn là người yêu của Diệu Nhi không? Không. Trời ơi, hỏi câu gì? Mày đang giảng quá rồi. Trả lời vậy là xong rồi. Tiếp rồi. Điều gì khiến bạn không bao giờ muốn cha mẹ biết về bạn? Yes. Câu này anh nghĩ là thú vị đấy. Cái điều mà thật sự tính bây giờ luôn á, đến thời điểm bây giờ luôn, em chưa bao giờ than thở với ba mẹ về những cái công việc trong nghề của em, những khó khăn mà em gặp phải. Mặc dù là ba mẹ rất là ủng hộ trong con đường nghệ thuật của em, nhưng mà phải nói, nếu mà các bạn mà theo dõi em từ đó đến giờ thì con đường em đi chưa bao giờ nó bằng phẳng cả. Lúc nào nó cũng gặp khó khăn hết, nhưng mà em thì em chưa bao giờ than vãn với lại ba mẹ hoặc là những người thân mình về những chuyện đó cả, tại vì em sợ. Không, anh hiểu nhưng mà vậy nè, thật sự á, nó cũng phải cái ý của chương trình muốn hỏi. tất nhiên ai cũng biết là ở cái lứa tuổi anh em mình, đặc biệt cái nghề mình á, tâm sự về nghề rất khó với lại phụ huynh. Tại vì phụ huynh đôi khi không hiểu theo cái hướng mà mình muốn. Nhưng cái khó ở đây là cái chuyện mà những cái câu chuyện về những cái chuyện mà hai bên đều hiểu được. Ví dụ như tình yêu, hay là sức khỏe, hay là cái gì đó mà cha mẹ nhiều khi rất muốn biết mà mình không cho biết, mới vô câu hỏi được. Có nghĩa là em rất là tạo tâm lý và em trả lời rất là thành thật. Nhưng mà sai câu hỏi. Sai cái, là không phải là cái chủ đề nữa, mà sai cái mong chờ của khán giả. Nếu vậy chắc em phải chịu hình phạt thôi. Những cái điều mà em không muốn cha mẹ em biết thì mà em nói trên đây thì mẹ em thế nào cũng coi chương trình này. Cho nên thôi. À, ok. Ấy, cái ý của tụi anh là như vậy đó. Đó. Ấy. Đây. Ủa? Dùng giọng văn hay nhất đọc câu sau. Giọng diễn cảm giống như là giọng của bác Nguyễn Hồng Vạn rồi vậy đó. Rồi hai anh em đứng lóng ngóng chờ lệnh gia chủ. Do anh hết á. Cũng không dỗ người ta gì hết. Người ta muốn khóc quá nè. Đấm bể ngực mấy người. Đồ xấu xa. Đáng ghét. Đồ xấu xa. Đánh chết mấy người luôn. Ủa? Gãy sao? Thì giống như là thoại của diễn viên nữ mà sao nó bắt em đọc là sao? Mấy bạn muốn chơi em. Muốn chơi đây đúng không? Đấm bể ngực mấy người đó. Ghê quá. Ok rồi. Ok lên xe. Thuận ơi, em tiếp nha. Bây giờ là như vậy. Anh sẽ đọc câu hỏi và em chỉ có 5 giây để trả lời. Đó. Nếu như câu nào mà em cảm thấy là vô lý, không chấp nhận được, em có quyền tranh luận. Em thắng thì là biên tập bị phạt. Ok. Bắt đầu luôn anh hả? Bắt đầu ha. Vô nha. Dạ. Kể 3 cái tên nghệ sĩ mà bạn nghĩ là nên cải thiện ngoại hình. 5. Hơi kỳ quá. Không được. Không, vậy là bất đồng nghệ sĩ. Không, gì đó mình góp ý thôi. Em này em không được rồi. Kể chưa? 5 giây anh nếm rồi. Chị là em xong thôi hả? Thì đâu biết không, 5 giây là em không trả lời kịp là em thua. Dạ. Nhưng mà hỏi gì mất lòng nghệ sĩ với nhau quá mọi người ơi. Thì mình phạt. Bạn rồi. Xuống xe nhảy sexy dance trên nền nhạc rock. Rồi em đi nha. Good luck.
Chết rồi mọi người ơi. Hôm nay đi ai mà đi ngoài đường mà thấy thuận á, mà có làm chuyện dại dột như vậy á, mọi người cũng đừng có trách thuận nha, thông cảm với thuận nha mọi người. Đây là chỉ là thực hiện được khách thôi. Tiếp nha. Ủa anh không hỏi, cảm giác em mới vừa nhảy xong sao em ơi, anh quá hiểu cảm giác. Anh quá hiểu. Em rất là quê luôn á. Có mười mấy giây thôi à mà em chạy ra một cái, mọi người nhìn em như là ủa thằng này đâu ra trong bệnh viện ra hay sao. Làm trò làm gì kỳ. Hy vọng là có ai xem được đến này sẽ thông cảm được cho bọn nha mọi người. Đâu sao đâu, mọi người rất là thích những cái lúc đó. Anh nói thiệt, khán giả của OK Lên Xe chỉ trông chờ đúng những cái lúc mà khách mời bị làm khó vậy thôi. Em là người yêu mến, yên tâm. OK nha, tiếp theo nha. Dạ. Mới câu đầu tiên rồi đó. Còn bao nhiêu câu nữa anh? Không, tùy anh thôi, tùy em. Rồi vô nha. Dạ. Trích đoạn Lan và Điệp, vì sao Lan phải đi tu? Tại vì Lan thích tình Điệp cho nên là phải đi tu. 3, vì kiểu như 2, là Điệp đi lấy một vợ khác. Đúng rồi, Điệp lấy vợ cho nên Lan đi tu, em buồn quá đi tu. Thì anh thấy là cũng đúng rồi, nhưng mà anh không nghĩ biên tập cho nó câu dễ gì đâu. Dễ quá. OK, rồi thôi mình tiếp đi. Nếu ba nghệ sĩ bạn không muốn mời vào chương trình OK Lên Xe là anh á, mời anh á. 4, 3, Minh Dữ, Billy Trần, Hải Triều. 1, hên quá. Tại sao? Tại vì những người đó lên sẽ ồn, rất là ồn chiếc xe này và anh không có thể nào anh tập trung anh lái chiếc xe này được. BB đã lên rồi. Minh Dữ, nhưng mà ba. Hải Triều ngày mai. Thôi cũng được, thì bây giờ em có cứ nói thôi. Không, nhưng mà ba người đó gộp lại đi anh, và như cái chợ luôn đó, ồn cả một thành phố này luôn á, rung chiếc xe luôn, khỏi chạy luôn á. OK, kể 5 tên game show mà bạn đã từng tham gia. 5, 7 nụ cười xuân. 4, Anh. 3, hai, đếm chứ. 1, 5 giây. Ủa, game show mà 5 giây anh đếm. Rất là nhiều mà anh. Thì em phải kể chứ giờ. Anh vô cái. Vô em ơi. Đếm nhanh để cho em. Không, anh đếm đúng nha. Em về em coi lại em thấy anh đếm. 5, 4, hát cải lương. Hát cải lương. Rồi, mời em. Hát cải lương, đâu biết đâu thuộc lời, không biết hát sao á. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường Thọ Tiễn rồi đó. Mấy câu vậy. Vô, 2, 3. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường Thọ Tiễn, nên võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn bạc thu hà. Bạn có bao nhiêu con số trong tài khoản? Bạn 5, 4, 3, 10. 10. Dạ rồi, 6. Dạ. Rồi, xong. Ủa, xong rồi anh? Anh nói thiệt là, tại vì để mà đảm bảo cho tính bất ngờ cả anh lẫn em, lẫn khách mời luôn á, thì anh không có đọc trước. Có những câu nào anh không hiểu thì anh cũng chịu thua. Không, em cũng bảo toàn bất ngờ lắm anh. Cái vì anh cầm em nhìn qua là em biết liền. Tại vì em cao em ngồi vậy. Em tại vì mấy người kia thì ngồi trên đây thì có thể không thấy được. Sao anh phải vậy đúng không? Dạ. Đó. Xong thử thách thứ hai, rất đơn giản và anh nghĩ là không có gì làm khó được em hết. Có chứ, có mấy cái đó. Mấy cái hỏi tên nghệ sĩ. Thì mình phạt thôi. Are you ready? Ready?
hết. Bây giờ ai đem, áo ai đem không? Coi lại. Coi đi. Số 4 trên tay người nào nhiều hơn người đó thắng đó. Mày nhìn đó là hỏi chứ. Anh là game lại đi. Ủa? Chơi cái gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cái hả? Cuối cùng không phải là hỏi mà là lượm bóng ai nhiều hơn. Ok. Như vậy là hôm nay tôi đã xuất sắc chiến thắng các bạn à. Đúng không? Đôi khi mình thổi giỏi chưa chắc là mình sẽ là thắng. Mình phải lượm giỏi. Lượm mà giữ giỏi nữa. Còn mình phạt sao ra. Thầy là giỏi cho em. Rồi, và sau đây, quý vị, Nam Minh Tinh và bạn của chúng ta sẽ thể hiện một ca khúc dễ thương đáng yêu của ca sĩ Bảo Thi. Đó là Công Chúa Bong Bóng. Nha, yeah, chúc mời. Ai là lượm á. Đất xưa đây, một ngàn công chúa, một nhiễm mây trên bầu trời. Dẫn mấy gió và trăng nghe bao ta trăng bóng bóng bay và mẹ cũng đi mất trong chiều mưa bóng bóng mẹ đi mang theo câu chuyện buồn ta 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 ta. Bông bông bên mưa, bông bông bên mưa, bông bông bên mưa đổ lại. Nhưng chẳng mưa có biết chẳng. Bông bông bên mưa, bông bông mưa chỉ đâu có chính mưa mà thôi. Ok ok ok, không có gì là có được một miếng hết. Rồi bây giờ là như vậy là đã kết thúc mọi thử thách đó. Ngày hôm nay anh cho rằng là quá nhẹ nhàng. Dạ. Yeah. Biên tập quá quá nha em hả? Quá mê trai. Không thể nào cưỡng lại được với vẻ nam thần của Thuận Miệng, cho nên anh tự đánh giá là quá nhẹ tay. Yeah. Với cái khách mời khác nặng đô lắm. Yeah. Em cảm thấy ngày hôm nay như thế nào cho anh với lại khán giả biết được không? Ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui khi được gặp anh Vinh. Anh Vinh chia sẻ cho em những cái kinh nghiệm và kiểu như là mấy cái tiếp trong cuộc sống. Đồng thời em cũng được chia sẻ với quý vị anh, với anh Vinh cũng như là quý vị khán giả những cái câu chuyện mà từ trước giờ em chưa kể với ai cả. Thank you em. Yeah. Thank you em đã share những cái điều riêng tư đó cho chương trình anh. Yeah. Đúng không? Yeah. Và anh nghĩ là qua đây thì anh cũng hiểu nhiều hơn, cũng như khán giả cũng thấy được nhiều cái khả năng trong tương lai của em. Yeah. Và nếu như các bạn mà còn muốn gặp lại Thuận Nguyễn thì hãy comment phía dưới, thì Vinh và chương trình sẽ sắp xếp mời lại Thuận Nguyễn một ngày sớm nhất để cho anh ta trải nghiệm những cái thử thách nặng đô hơn. Chứ hôm nay thì đâu có gì đâu, không có tốn gì mà hôi nữa. Hôm nay kiểu như là mình chia sẻ với nhau nhiều. À, nhẹ nhàng quá. Vâng ạ, nếu các bạn yêu thích tập ngày hôm nay thì hãy giúp Vinh và Thuận Nguyễn chia sẻ cái link tập ngày hôm nay nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với chương trình OK Linh Xe thì hãy giúp Vinh subscribe kênh và bật chuông lên để cho những tập khác các bạn sẽ cùng xem với mình nha. Thank you các bạn rất nhiều và chúng ta hãy cùng gặp lại với chương trình OK Lên Xe.